nữ sinh lớp 11 đến trường học sinh con, cháu bé vừa ra đời đã tử vong. Cơ quan chức năng huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La đang mời nữ sinh lớp 11 lên làm việc để phục vụ điều tra, làm rõ. Ngày 25 tháng 2, trao đổi với phóng viên, ông Vũ Tiến Đỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La cho biết, Ủy ban Nhân dân huyện đang giao công an cùng các lực lượng chức năng vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc một nữ sinh lớp 11 của trường cấp 3 trung học phổ thông Chu Văn Thịnh, huyện Mai Sơn, sinh con tại trường khiến cháu bé sơ sinh bị tử vong. Liên quan đến vụ việc trên, ông Trần Văn Trọng, chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La cho hay, theo báo cáo của cơ quan chức năng, vụ việc xảy ra vào sáng cùng ngày tại trường trung học phổ thông Chu Văn Thịnh, huyện Mai Sơn, khiến một cháu nhỏ sơ sinh bị tử vong. Theo ông Trọng, vào sáng nay, một nữ sinh lớp 11 sống tại xã Chiên Bang, huyện Mai Sơn của trường trung học phổ thông Chu Văn Thịnh có tới khu vực bề phốt của trường. Rồi sinh con chứ không phải để con rồi thả từ tầng 3 của trường học xuống đất như mạng xã hội đăng tải. Tuy nhiên, Do thời tiết khắc nghiệt nên cháu bé vừa sinh ra đã tử vong. Sự việc sau đó được các em học sinh khác phát hiện và thông báo tới ban giám hiệu nhà trường cùng cơ quan chức năng. Hiện thi thể bé sơ sinh đã được lực lượng chức năng bàn giao cho gia đình nữ sinh. Còn về phía nữ sinh thì đang được cơ quan chức năng mời lên làm việc để phục vụ quá trình điều tra, làm rõ ông trọng thông tin. Trước đó, ngày 25 tháng 2, trên mạng xã hội lan truyền thông tin và hình ảnh một nữ sinh của trường Trung học phổ thông Chu Văn Thịnh, huyện Mai Sơn Sơn La sinh con rồi thả cháu bé từ tầng 3 trường học xuống đất gây xôn xao dư luận. Ngay sau khi thông tin này được đăng tải lên mạng xã hội đã thu hút nhiều bình luận trái chiều về sự việc.